Kính thưa quý vị và các bạn, Bổ trợ Tư pháp bao gồm các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực như luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản và thừa phát lại. Việc sử dụng dịch vụ pháp lý từ hoạt động Bổ trợ Tư pháp sẽ giúp người dân có thể tiếp cận công lý một cách dễ dàng hơn. Nghị quyết số 49 NQTU của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đề ra chủ trương xã hội hóa nhiều hoạt động lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp. Thực tiễn cho thấy, xã hội hóa các hoạt động Bổ trợ Tư pháp trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả bước đầu, đảm bảo lợi ích cho người dân và cả cơ quan quản lý nhà nước. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công chứng, dịch vụ bán đấu giá tài sản và chế định thừa phát lại, chuyên mục Pháp luật và đời sống kỳ này chúng tôi có buổi tọa đàm về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tham dự buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu có các vị khách mời: ông Lê Văn Dũng, trưởng phòng công chứng số 1 Sở Tư pháp tỉnh; bà Kim Thị Ánh, giám đốc trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh; bà Dương Minh Lượng, trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp Sở Tư pháp tỉnh; và ông Nguyễn Chí Dũng, giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Trước tiên xin được hỏi bà Dương Minh Lượng, phó trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp Sở Tư pháp tỉnh, bà có đánh giá như thế nào về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua? Thực hiện cái chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng trong thời gian qua thì hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển đáng kể. Thứ nhất thì là đã hình thành nên các cái hệ thống, các cái văn phòng công chứng. Các văn phòng công chứng này được phân bố đồng đều ở trên 9/9 huyện thành thị. Việc phân bố các cái văn phòng công chứng này đã gắn với địa bàn dân cư, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tổ chức trong thực hiện các cái yêu cầu công chứng của mình. Tính đến nay thì trên địa bàn tỉnh đã có 21 văn phòng công chứng, và các văn phòng công chứng này đã hoạt động ổn định, đã từng bước cải tiến cái cách thức, cái phương thức làm việc để đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu công chứng của công dân tổ chức trên địa bàn tỉnh. Số việc công chứng của các cái văn phòng công chứng thì năm sau cao hơn năm trước và đóng góp thêm cái nguồn thu cho ngân sách địa phương, tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội. Và từ cái kết quả hoạt động công chứng này thì cũng đã thấy khẳng định được cái vị trí, vai trò của hoạt động công chứng trong đời sống xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị các bạn, năm 2014 thì luật công chứng mới ra đời đã khắc phục được những cái hạn chế cũng như là bất cập của cái luật công chứng năm 2006, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động công chứng, đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ của thành viên của Liên minh Công chứng Quốc tế. Thưa ông Lê Văn Dũng, xin ông hãy cho biết một số những cái điểm mới về phạm vi công chứng của luật công chứng năm 2014 ạ. Điểm mới trong luật công chứng năm 2014 là nó mở rộng phạm vi của hoạt động công chứng, như là công chứng viên có thẩm quyền công chứng các cái bản dịch, giấy tờ, tài liệu từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt Nam và ngược lại từ Việt Nam ra tiếng nước ngoài. Đồng thời là có trách nhiệm phải ký chứng thực các bản sao giấy tờ tài liệu nhằm phục vụ tốt cho công dân. Vậy thưa ông thì luật công chứng năm 2014 có quy định như thế nào về nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng ạ? Luật năm 2014 quy định là việc thành lập các tổ chức hành nghề công chứng phải trên cơ sở theo quy định của luật này và đồng thời phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể các tổ chức hành nghề công chứng mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc thành lập các phòng công chứng chỉ được thành lập trong những cái điều, trong những cái địa bàn, trên những cái địa bàn mà có điều kiện kinh tế phát triển xã hội còn có khó khăn. Các văn phòng công chứng được thành lập ở những cái địa bàn có khó khăn đó thì được hưởng ưu đãi của chính phủ theo quy định của chính phủ. Đây là một cái quy định mà mang tính nền tảng cho các quy định tiếp theo về việc thành lập các cái tổ chức hành nghề công chứng. Thưa quý vị và các bạn, thí điểm chế định thừa phát lại là một trong những giải pháp về cải cách tư pháp đã được nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị năm 2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đề ra. Năm 2013 thì Vĩnh Phúc là một trong 13 tỉnh thành được Trung ương thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại, và đến nay chế định thừa phát lại đã bước đầu được các cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh quan tâm ủng hộ, đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều những người dân trên địa bàn tỉnh mơ hồ về khái niệm thừa phát lại. Vậy thưa luật gia Nguyễn Chí Dũng, giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc, ông có thể giải thích rõ hơn về thuật ngữ thừa phát lại là gì?
Thuật ngữ thừa phát lại thì nó có gốc mà Hán Việt trong lịch sử thì ở khu vực miền Nam dùng để chỉ người làm công đạn. Ở khu vực miền Bắc thì có thời kỳ gọi là mõ tòa hay là trưởng tòa. Thừa phát lại là người không thuộc công chức viên chức nhà nước nhưng mà lại có quyền lực nhà nước vì được nhà nước bổ nhiệm để làm một số công việc của nhà nước trong cái lĩnh vực tư pháp. Thường trong cái hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp thì thừa phát lại là một chức danh tư pháp, như là những chức danh chấp hành viên, rồi điều tra viên, rồi là kiểm sát viên, rồi đấu giá viên, công chứng viên hay là luật sư, vân vân. Thưa ông, những cái công việc mà thừa phát lại được làm theo quy định của pháp luật là những công việc gì ạ? Nghị định 135/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 61/2009/NĐ-CP thì có quy định là thừa phát lại là người mà được nhà nước bổ nhiệm để làm một số cái công việc trong lĩnh vực của hoạt động của tòa án, của thi hành án dân sự, bao gồm những hoạt động tống đạt văn bản giấy tờ, rồi là lập vi bằng, rồi là xác minh cái điều kiện thi hành án và trực tiếp và thực hiện thi hành án. Cụ thể ở trong nghị định này quy định những hoạt động mà thừa phát lại được làm cái gồm có 4 nội dung. Cái thứ nhất là lập vi bằng, tức là xác lập cái biên bản để ghi nhận lại một cái sự kiện hay là một cái hành vi nào đó, mà cái sự kiện, cái hành vi này được ghi nhận ở trong cái biên bản, nó được sử dụng để làm chứng cứ trong cái hoạt động xét xử của tòa án hoặc là sử dụng ở trong các quan hệ pháp lý khác. Cái thứ hai nữa là tống đạt những cái văn bản giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan tòa án hay là cơ quan thi hành án đến những cá nhân và tổ chức có liên quan. Cái thứ ba nữa là xác minh cái điều kiện thi hành án dân sự, tức là xác minh cái điều kiện về tài sản hay là điều kiện về thu nhập của người mà có trách nhiệm phải thi hành án để mà thực hiện cái việc thực hiện cái nghĩa vụ của mình trong cái bản án hay trong cái quyết định của tòa án về cái nghĩa vụ phải thi hành án. Và cái thứ tư nữa là trực tiếp tổ chức thực hiện việc mà thi hành cái quyết định hay là bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, trừ những cái quyết định và những cái bản án của tòa án mà theo quy định của luật thi hành án dân sự thì thuộc cái thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải chủ động mà ra quyết định để thi hành án. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì thừa phát lại đã bắt đầu trở thành một nghề và từng bước khẳng định vị trí cũng như là vai trò của mình trong xã hội cũng như là trong hoạt động hỗ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh. Thưa bà Dương Thị Minh Lượng, bà hãy cho biết những cái tác động của việc thực hiện thí điểm thừa phát lại đối với người dân và xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua. Thực hiện cái nghị quyết 36 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại và quyết định 510 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng địa phương thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại thì Vĩnh Phúc là một trong 13 địa phương được Trung ương lựa chọn là địa phương thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại trong giai đoạn từ 2013 đến 2015. Thế thì để triển khai cái chủ trương thí điểm này trên địa bàn tỉnh thì các ngành các cấp đã tích cực chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai trên địa bàn tỉnh, và Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho phép thành lập 3 văn phòng thừa phát lại đặt tại thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và huyện Vĩnh Tường. Trải qua 3 năm thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại này thì đã được người dân đón nhận một cách tích cực và đã thu được những cái kết cũng bước đầu thu được những cái kết quả đáng ghi nhận. Đối với người dân thì đây đã là tạo thêm cái thí điểm chế định thừa phát lại này đã tạo thêm cho người dân có tính năng động, tích cực, chủ động trong việc bảo vệ quyền lợi của mình, hợp pháp, lợi ích hợp pháp của mình trong tham gia các cái quan hệ dân sự, và
đặc biệt là trong cái việc lập vi bằng này thì đã tạo thêm cho người dân có một cái công cụ hữu hiệu để bảo vệ cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Sự cho phép thành lập các cái văn phòng thừa phát lạ bên cạnh các cái cơ quan thi hành án dân sự đã tạo thêm cho người dân có sự lựa chọn trong việc tổ chức thi hành án dân sự. Đối với xã hội thì cái thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại này đã tạo thêm một cái nghề mới trong cái thị trường cung cấp dịch vụ pháp lý và đã tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội và từng bước thực hiện cái chủ trương xã hội hóa hoạt động từng một số khâu của hoạt động thi hành án dân sự. Đó là những cái tác động tích cực của việc triển khai thực hiện thí điểm thừa phát lại đối với người dân và xã hội. Thưa luật gia Nguyễn Chí Dũng, theo ông thì đối với cái hoạt động tư pháp thì hoạt động thừa phát lại có tác động gì không ạ? Đối với cái hoạt động tư pháp thì cái hoạt động của thừa phát lại thì đã có tác dụng là hỗ trợ một cách tích cực cho cái hoạt động tư pháp, giúp cho những cái công việc trong hoạt động tư pháp thực hiện nhanh hơn, có hiệu quả hơn. Và cái thứ hai nữa là đã giảm tải được công việc cho các cơ quan tư pháp, mà trước hết là cho cơ quan xét xử và cơ quan thi hành án dân sự. Đối với công tác xét xử thì hoạt động thừa phát lại đã giúp cho tòa án là giảm thiểu cái công việc mà trước đây phải làm mà hiện nay mà giao cho thừa phát lại để mà tòa án là tập trung vào công tác xét xử. Và cái hoạt động lập vi bằng của thừa phát lại thì đã giúp cho tòa án có được một cái nguồn chứng cứ rất quan trọng để giúp cho cái hoạt động xét xử của tòa án khách quan hơn và chính xác hơn. Đối với lĩnh vực thi hành án dân sự thì hoạt động của thừa phát lại đã tạo ra được một cái dịch vụ mới trong cái lĩnh vực thi hành án dân sự, giúp cho người dân có cái sự lựa chọn đối với một tổ chức hay một cơ quan để thực hiện cái việc thi hành án cho mình. Và hoạt động thừa phát lại chính là một cái hoạt động xã hội hóa, giống như là cái hoạt động trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản hay là lĩnh vực công chứng, thì nó đã tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, giúp cho các chấp hành viên hay là các cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm hơn thực hiện những cái công việc ở trong cái lĩnh vực thi hành án nó chính xác hơn và nó nhanh hơn, có hiệu quả hơn. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn về một số những cái nội dung cơ bản của pháp luật về bán đấu giá tài sản cũng như là cách thức của các cá nhân tổ chức có nhu cầu tham gia bán đấu giá tài sản hoặc đưa tài sản ra đấu giá, chúng ta hãy cùng trao đổi với bà Kim Thị Ánh, giám đốc trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Thưa bà, là khi mà muốn tham gia bán đấu giá tài sản hoặc là mua tài sản thi hành án dân sự thông qua bán đấu giá tài sản thì cần thực hiện những cái biện pháp gì? Người tham gia đấu giá tài sản thi hành án hoặc là các tài sản khác thì trước hết phải có các cái điều kiện như sau. Đối với cá nhân phải đủ năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế và mất năng lực hành vi dân sự. Còn đối với tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự. Và người tham gia đấu giá sẽ phải mua hồ sơ, nộp đơn xin tham gia đấu giá và nộp bản sao chứng minh nhân dân đối với cá nhân, bản sao giấy phép kinh doanh đối với tổ chức. Và người tham gia đấu giá sẽ phải nộp một cái khoản phí theo quy định của pháp luật và nộp một cái khoản tiền đặt trước theo quy định của tổ chức đấu giá. Và cái khoản tiền đặt trước này thì tối thiểu là 1% và tối đa là không quá 15%. Thế và tham dự cái phiên bán đấu giá theo cái thời gian và địa điểm mà tổ chức đấu giá thông báo. Và trong trường hợp nếu người tham gia đấu giá mà không tham dự cuộc bán đấu giá và không thuộc cái trường hợp bất khả kháng theo quy định của Bộ luật dân sự thì có thể mất cái tiền đặt trước đó, và cái khoản tiền đặt trước đó sẽ thuộc về tổ chức bán đấu giá tài sản. Vâng ạ, vậy thì thưa bà, là khi một cá nhân muốn đưa cái tài sản là quyền sử dụng đất hoặc là những tài sản gắn liền với đất ra để thông qua bán đấu giá tài sản thì cần phải có những cái thủ tục gì? Vâng, hoạt động bán đấu giá tài sản ngày càng có vị trí vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, và các cái tài sản phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật thì cá nhân cũng có thể đưa tài sản của mình để bán đấu giá, tuy nhiên phải theo một cái quy trình nhất định
Và trước khi mà muốn đưa tài sản của mình đưa ra bán đấu giá thì cá nhân phải tự xác định giá khởi điểm, hoặc có thể là thuê tổ chức bán đấu giá xác định cái giá khởi điểm. Khi đã có giá khởi điểm thì cá nhân chuyển hồ sơ hợp pháp của tài sản cho tổ chức đấu giá xem xét, và tổ chức đấu giá xem xét hồ sơ đó hợp pháp thì sẽ tiến hành triển khai bán đấu giá, niêm yết thông báo công khai rộng rãi và tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Thế và trong trường hợp bán đấu giá thành thì tổ chức bán đấu giá sẽ phối hợp với người có tài sản và cơ quan chức năng để giao tài sản cho người trúng đấu giá và tiến hành thanh lý hợp đồng bán đấu giá, và sau khi trừ đi các chi phí thì tổ chức đấu giá sẽ trả lại tiền bán đấu giá tài sản cho người có tài sản. Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi vừa rồi thì đã giúp quý vị và các bạn đã hiểu rõ hơn phần nào về cái hoạt động của bổ trợ tư pháp cũng như là những quy định của nhà nước về những cái hoạt động này. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Chuyên mục Pháp luật và đời sống kỳ này của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.